ngày 11 tháng 9, Cục Y tế Dự phòng đã có văn bản gửi Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc về việc đánh giá kết luận nguyên nhân vụ hai trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng vaccine viêm gan B tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc. Trong đó, một trường hợp trẻ đã tử vong sau khi tiêm vaccine và một bé nguy kịch được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Theo Cục Y tế Dự phòng, thực hiện công tác quản lý sử dụng vaccine theo quy định tại Nghị định số 104-2016 NDCP ngày 1 tháng 7 2016 của Chính phủ, quy định về hoạt động tiêm chủng và các quy định của Bộ Y tế về tiêm chủng. Cục Y tế Dự phòng đề nghị Sở Y tế Vĩnh Phúc chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương giả soát lại toàn bộ quy trình tiêm chủng và xử trí phản ứng sau tiêm chủng để chấn chỉnh hoạt động tiêm chủng trên địa bàn và tổ chức tập huấn lại cho cán bộ tham gia công tác tiêm chủng trên địa bàn trong trường hợp cần thiết để đảm bảo thực hiện tiêm chủng an toàn theo quy định. Cùng đó, Cục cũng đề nghị Sở Y tế Vĩnh Phúc chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức điều tra, họp hội đồng tư vấn chuyên môn, đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vaccine để đánh giá kết luận về trường hợp nêu trên, triển khai các hoạt động khắc phục sự cố và báo cáo theo quy định. Báo cáo đề nghị gửi về Cục Y tế Dự phòng trước ngày 15 tháng 9 năm 2023 để tổng hợp. Trước đó ngày 8 tháng 9 năm 2023, sản phụ DTI sinh năm 1991, quê ở xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, nhập viện với trần đoán song thai 38 tuần lần 4 trên IVF thụ tinh trong ống nghiệm. Sản phụ Y đã trải qua 3 lần sinh. Sản phụ đồng mổ lấy thai vào lúc 7 giờ 30 ngày 9 tháng 9. Hai bé trai chào đời có cân nặng lần lượt là 2,9 kg và 3 kg. Sau sinh, sản phụ Y và hai bé khỏe mạnh. Khoảng 10 giờ ngày mùng 10 tháng 9, hai bé được tiêm vắc viêm gan B, sau đó theo dõi tại khoa sản của bệnh viện theo quy trình. Ngay sau tiêm, hai bé đều không có biểu hiện bất thường. Đến 11 giờ 45 phút ngày mùng 10 tháng 9, một bé đột ngột tím tái, xuất hiện tình trạng khó thở, suy hô hấp và nhanh chóng được các bác sĩ cấp cứu nhưng bé đã tử vong. Đến 15 giờ cùng ngày, bé còn lại cũng xuất hiện triệu chứng tương tự và được các bác sĩ bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc nhanh chóng cấp cứu, sau đó chuyển tới bệnh viện Nhi Trung ương. Hiện bé đã qua cơn nguy hiểm. Được biết, vaccine tiêm cho hai bé trai sơ sinh là vaccine viêm gan B trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Theo các chuyên gia, viêm gan B là bệnh nhiễm chủng gan do virus viêm gan B gây ra. Với trẻ em, tiêm vaccine viêm gan B sơ sinh trong vòng 24 giờ đầu sau sinh là biện pháp bảo vệ đến 90% nguy cơ mắc viêm gan B. Đối với trường hợp bé tử vong, sau khi cấp cứu và xét nghiệm gen của bệnh nhi, các bác sĩ bệnh viện Nhi Trung ương kết luận nguyên nhân tử vong là do cháu bé bị rối loạn chuyển hóa axit béo, là một trong hai phổ của rối loạn chuyển hóa bẩm sinh ở trẻ. Đây là bệnh do đột biến gen hiếm gặp, chỉ có thể phát hiện bằng phát hiện gen chuyên sâu dối loạn chuyển hóa ở trẻ sơ sinh là một trong những bệnh lý bẩm sinh hiếm gặp do trẻ bị thiếu hụt các receptor, protein vận chuyển, enzyme và các yếu tố đồng vận trong quá trình chuyển hóa axit béo, axit amin và axit hữu cơ. Điều này dẫn tới làm thay đổi các chu trình tổng hợp hoặc thoái hóa các chất trong cơ thể, tạo thành các sản phẩm bất thường gây ngộ độc tế bào, làm suy giảm chức năng một số cơ quan trong cơ thể của trẻ. Khi bị rối loạn chuyển hóa, trẻ có các biểu hiện như lờ đờ, bỏ bú, nôn ói sốt, sức khỏe giảm sút, bụng trướng, tiêu chảy, nước tiểu và mồ hôi có mùi hôi bất thường, thở nhanh hoặc ngừng thở, dù không có tiền sử bị ngạt khi sinh, nhịp tim rối loạn, có thể bị hôn mê, co giật hay thậm chí tử vong. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Sở Y tế Vĩnh Phúc chỉ đạo bệnh viện phối hợp cùng các cơ quan chức năng điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân tử vong của trẻ.